mở màn với ca khúc Vì Tôi Còn Sống. Chương trình Trao Yêu Thương, Góp Nhặt Nụ Cười đã mang đến những phút giây hạnh phúc và ý nghĩa cho các bệnh nhân đang ở xóm chạy thận tại thành phố Đà Nẵng. Trong tiết trời se mát của mùa thu, thay vì chọn những địa điểm vui chơi trung thu, thì các bạn sinh viên của trường Đại học Duy Tân lại chọn đến với xóm chạy thận Đà Nẵng để mang theo đó là tiếng nhạc, tiếng trống lân rộn ràng. Những chiếc đèn lấp lánh, những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn để mỗi bệnh nhân đều có thể theo dõi được chương trình. Tất cả đều được bốc thăm trúng thưởng, chơi trò chơi và nhận những phần quà gồm bánh, sữa và tiền mặt. Tụi chị cũng rất là vui khi có những em sinh viên đến động viên khích lệ và làm những cái chương trình như thế này để giúp cho xóm của chị có thêm niềm vui và quên đi những cái nỗi đau hàng ngày của mình, có thêm một cái động lực, một sức sống. Với thông điệp trao yêu thương, góp nhặt nụ cười, các bạn sinh viên đã gửi gắm tấm lòng của mình đến với các bệnh nhân, chỉ mong tất cả mọi người sẽ luôn vui vẻ và lạc quan hơn. Cô chú ở xóm trọ của chúng ta thì sẽ có những hoàn cảnh rất là khó khăn, họ sẽ không có người thân bên cạnh và em không muốn họ phải đứng một mình và tủi thân nghe tiếng trống lăng, thấy được những cái lồng đèn nhưng mà lại không có người thân con cháu bên cạnh, nên em muốn tổ chức là trong ngày hôm nay những công an sẽ mang lại và góp nhặt được cái nụ cười trên môi của cô chú. Những nụ cười và niềm hạnh phúc của các bệnh nhân đã xua tan đi mọi âu lo về bệnh tật của chính họ. Thông qua đó, chương trình cũng kết nối được với các mạnh thường quân, chia sẻ thêm về những phần quà cho các bệnh nhân tại xóm chạy thận, góp phần lan tỏa những giá trị đẹp đến với cộng đồng.